Sau khi ly hôn người vợ thứ hai, Hiệp Gà kết hôn lần 3 với cô dâu Diệu Thúy vào tháng 4 năm 2016. Trong đám cưới, nam diễn viên bật khóc và khẳng định rằng đây sẽ là đám cưới cuối cùng của anh. Tôi là người sống lệ thuộc bởi cảm xúc. Tôi đã tìm mọi cách để ngày hôm nay không phải rơi nước mắt. Những người ở đây đều là bạn rất thân. Các bạn đừng hỏi tôi lấy vợ bao nhiêu lần nữa, bởi đây sẽ là lần cuối cùng. Đây là hạnh phúc cuối cùng trong đời tôi, Hiệp Gà nói. Tuy nhiên, thực tế không như nghệ sĩ Hải mong muốn. Đến tháng 2 năm 2019, Hiệp Gà xác nhận đã chấm dứt cuộc hôn nhân với người vợ thứ ba sau gần 3 năm gắn bó. Nam diễn viên thừa nhận để xảy ra đổ vỡ là trách nhiệm của mình. Hiệp Gà cho biết do anh khá hời hợt trong chuyện tình cảm, anh quen và cưới Diệu Thúy khi muốn giữ đứa con trong bụng. Tuy nhiên khi con chuẩn bị chào đời, cả hai đã xảy ra rạn nứt. Diệu Thúy bỏ về nhà mẹ đẻ ở Quảng Ninh, dù anh đã nhiều lần níu kéo. Trước khi cả hai đi đến quyết định đường ai nấy đi, Diệu Thúy đã khiến nhiều người hâm mộ xôn xao khi lên tiếng tố chồng quỵt tiền và xé giấy khai sinh của con trai với truyền thông.